Và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin khác chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, thì Liên minh châu Âu cũng đã trục xuất lên đến 120 nhà ngoại giao ở đây. Thì theo như Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã ra một cái thông báo cho biết rằng là cái quyết định mà trục xuất những người nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại nước Pháp do là những cái hoạt động của Nga đã đi ngược lại với cái lợi ích, và đây là một trong những cái cách mà châu Âu tiếp cận lại, và cái trách nhiệm cao nhất của nước Pháp muốn đưa ra là bảo vệ an toàn cho những người dân Pháp của họ cũng như là cho cả châu Âu. Và hiện tại thì giới chức Pháp cũng không cho biết được là cái số lượng mà cái nhà ngoại giao này đã bị trục xuất là bao nhiêu. Nhưng mà có thể là một cái nguồn tin giấu tên nói rằng là lên đến khoảng là 35 nhà ngoại giao. Còn tại Ý thì cũng cho biết rằng là trục xuất là chính xác là 30 nhà ngoại giao của Nga vì lý do an ninh cho quốc gia. Và trước đó cũng đã triệu đại sứ Nga tại Ý để ra một cái thông báo quyết định về cái vấn đề này. Và đến với nước nước Đan Mạch thì đã trục xuất là 15 nhà ngoại giao vì cáo buộc rằng là họ là một trong những cái đặc vụ tình báo. Và đại sứ Nga tại Đan Mạch trước đó cũng đã được thông báo về cái quyết định này, nhưng mà Đan Mạch cũng đã khẳng định sẽ duy trì cái mối quan hệ ngoại giao đối với Moscow. Và đất nước Thụy Điển thì chỉ có trục xuất 3 nhà ngoại giao của Nga về cái hoạt cáo buộc rằng là hoạt động bất hợp pháp tại đây, vì không làm việc theo công ước của Viên về cái vấn đề quan hệ ngoại giao theo như là Bộ Ngoại giao của Thụy Điển đã thông báo. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà chính phủ Đức cũng đã đưa ra, trục xuất là một số lượng đáng kể nhưng mà chưa biết một cái con số chính xác là bao nhiêu. Và khi mà nước Đức đưa ra như vậy thì có khoảng 40 nhà ngoại giao của Nga đang ở Đức thì có khả năng sẽ bị trục xuất hoàn toàn. Latvia là một trong những cái quốc gia Baltic cũng đã trục xuất đại sứ Nga và đóng cửa cả tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipėda và triệu hồi đại sứ tại Moscow để đưa ra một cái lệnh thông báo này. Và theo như người phát ngôn viên của Điện Dmitry Peskov thì cho biết rằng đây là một trong những cái hành động của Liên minh châu Âu, và hàng loạt các nước châu Âu này rất là đáng tiếc và thiển cận khi mà đưa ra trục xuất những cái vấn đề ngoại giao, và Moscow sẽ có những biện pháp đáp trả nhưng mà chưa có nêu ra một cái chi tiết như thế nào. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý khán giả thấy rằng chỉ trong vòng có 2 ngày thôi thì 120 nhà ngoại giao trong toàn bộ cái khu Liên minh châu Âu này đã bị trục xuất hoàn toàn.